hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, từ góc độ phong thủy, tiểu nhân gắn liền với các đồ vật nhỏ trong gia đình. Nếu không đặt và sử dụng các đồ vật đó hợp lý, thì gia chủ khó tránh khỏi bị tiểu nhân quấn thân, tăng âm khí, dương khí tiêu tán sớm muộn cũng khánh kiện. Vậy những đồ vật mang sát khí không nên giữ trong nhà đó là gì? Phù Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Cấm kỵ khi đặt dao kéo trong nhà. Để lộ lưỡi dao ra bên ngoài thì đó là điều đại kỵ trong phong thủy. Nếu trong trường hợp không sử dụng dao, cũng không nên đặt tại những nơi gây chú ý như trên bàn trà kỷ, vì như vậy sẽ khiến bản thân bị tiểu nhân đeo bám. Dao kéo đặt ở phía bắc, phía tây và phía đông ngôi nhà, bạn sẽ phạm phải sao ngũ hoàng, nhị hắc và tứ phi, không có lợi cho vận thế và sức khỏe. Đặc biệt là các bạn phạm sao thái tuế, vận khí vốn đã không tốt, nay sức khỏe vô cùng bất lợi, các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng hơn. Dao kéo cũng không nên chĩa vào nơi có người. Đây là một phép lịch sự tối thiểu. Khi đưa dao cho người khác, đầu nhọn hướng về mình, đưa cho người khác đầu chuôi. Những cử chỉ nhỏ này rất quan trọng. Nếu bình thường không chú trọng, mối quan hệ xã hội của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Cách sử dụng dao chuẩn xác là không dùng đến thì cất vào ngăn kéo hoặc những nơi bí mật. 2. Đồ cổ không rõ nguồn gốc. Nhiều người có xu hướng bày đồ cổ, tiền xu cổ trong nhà do sở thích hoặc được đồn thổi là có tác dụng tốt trong phong thủy. Trong khoa học phong thủy về trường khí, khi phân tích sát khí của hình thế cảnh quan và tác động của trường khí xấu có nói đến cổ vật sát. Thực chất chính là những đồ cổ, đồ giả cổ, đồ mang phong cách cổ điển, nhất là những đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dưới góc độ phong thủy, đồ cổ thường mang đến những nguồn năng lượng xấu, trường khí xấu hay vi khuẩn gây hại, bởi đa phần đồ cổ có nguồn gốc từ mộ, nghĩa địa. Trong phong thủy, đồ cổ cũng thuộc âm, nếu đặt nhiều trong nhà sẽ làm giảm dương khí hoặc gây xáo trộn trường khí, gây bất hòa trong gia đình, vợ chồng khó hòa thuận, con cái khó bảo. Đo đạc thực tế bằng máy móc hiện đại cũng cho thấy nơi đặt đồ cổ có thể làm trường khí bị sụt giảm, thậm chí chuyển sang âm khí. Nếu thực sự thích chơi đồ cổ, nên bố trí riêng một phòng để bày. Phòng này không được nằm dưới phòng ngủ hay phòng học tập. 3. Cây xương rồng. Một trong những loại cây vô cùng kỵ khi trồng trong nhà chính là cây thuộc họ xương rồng. Trong phong thủy, hình dáng của cây xương rồng thuộc vào loại đặc biệt. Thân phát triển hướng lên trên giống như xương của con rồng, với ý nghĩa mang đến sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài. Vì thế, nó là một trong những cây có tác dụng hóa hung cao, nhưng lại cực kỳ cấm kỵ khi bài trí trong nhà. Bạn chỉ nên đặt xương rồng ở ngoài cửa như vai trò của người canh gác, bảo vệ bạn khỏi những năng lượng xấu, ngăn không cho chúng xâm nhập vào nhà. Xét về mặt phong thủy thì cây xương rồng không phải là vật phẩm đem lại may mắn và không nên để trên bàn làm việc. Khi bạn trồng những cây có gai nhọn như vậy, về lâu dài sẽ gây tác động tiêu cực tới trạng thái tinh thần và sức khỏe của con người.
Đồng thời, khi bạn trồng cây này trong nhà dễ gây sát khí, xung khắc, trong nhà tán lộc. 4. Ghế bập bênh cũ. Nhiều ngôi nhà có những chiếc ghế bập bênh nhưng chẳng sử dụng đến. Trong phong thủy thì nó không hề đem lại may mắn cho gia chủ, bởi có quan niệm cho rằng những chiếc ghế bập bênh cũ không dùng đến thì nó sẽ là nơi để thế lực vô hình ngồi ngự trị, và điều đó sẽ mang lại bất hạnh hoặc mất mát cho gia chủ. 5. Hoa giả hay cây giả. Để làm cho phòng khách thêm phần tươi đẹp, tràn ngập màu sắc và bắt mắt, thì có khá nhiều người lựa chọn việc thay thế những bông hoa, cây cảnh tươi thật bằng những mẫu cây cảnh giả được làm từ các chất liệu nhân tạo như cây nhựa, hoa giấy hay hoa nhựa. Mặc dù xét về khía cạnh thẩm mỹ, nhìn vẻ bề ngoài thì cũng không có gì là xấu hay không tốt ở đây. Tuy nhiên, xét trên quan niệm phong thủy về lâu về dài thì điều này lại có ảnh hưởng không nhỏ đến gia chủ, đặc biệt là đối với những bạn gái vẫn còn độc thân, thì những đồ vật chết như thế sẽ chỉ làm con đường tình duyên của bạn thêm trắc trở khó khăn mà thôi. Còn với những cặp vợ chồng đã kết hôn thì nếu phạm phải cấm kỵ này, chúng rất dễ gây ra nhiều rắc rối, mâu thuẫn, ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, sát khí là khái niệm cơ bản trong phong thủy dùng để chỉ các năng lượng xấu, các yếu tố có hại phát sinh từ môi trường sống. Về mặt trực quan, tất cả những thứ gây cảm giác khó chịu cho con người đều có thể là sát khí. Phú Quý Tài Lộc sẽ tiếp tục chia sẻ đến quý vị về các loại sát khí thường gặp nhất trong phong thủy nhà ở và cách hóa giải sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Chu tước khai khẩu sát. Chu tước là chỉ vị trí phía trước cửa nhà. Chu tước khai khẩu sát là loại sát khí sinh ra từ cửa thang máy, cửa gara ô tô ở trạng thái đóng mở liên tục như miệng thú dữ đang cắn con mồi. Thế sát này thường xảy ra ở các khu chung cư, những căn hộ có cửa chính đối diện thang máy hoặc ở những ngôi nhà có cửa đối diện gara ô tô của nhà bên kia đường. Khi bị tác động bởi sát khí của chu tước khai khẩu, những người trong nhà thường có cảm giác bất an, lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe, vận may trong công việc, sự nghiệp. Cách hóa giải: nên treo khung tranh có chữ ngũ phúc lâm môn ngoài cửa để hóa giải xung khí. Đối với căn hộ chung cư, nên thiết kế huyền quan, phần không gian đệm từ cửa chính vào phòng khách để lọc khí và trấn trạch. Tại khu vực huyền quan có thể đặt gương tròn, cặp tỷ hưu lam ngọc giúp trấn sát, đẩy lùi sát khí. 2. Miếu môn sát. Đình, chùa, miếu hay những kiến trúc tâm linh nói chung đều có đặc thù là nhiều góc nhọn sẽ sinh ra sát khí cho những ngôi nhà ở phía đối diện, còn gọi là hỏa hình sát. Ngoài ra, những nơi tâm linh này thường có các lư hóa vàng lớn, dễ tạo ra xung sát và cũng là nơi tập trung các oán khí, âm khí. Tất cả những sát khí này gọi chung là miếu môn sát. Những người sống trong ngôi nhà gần đình chùa ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, có cảm giác bất an, tâm lý không tốt, mất ngủ hay bị bóng đè, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt không tụ được tài. Cách hóa giải: tại cửa chính nên treo bạch ngọc đại minh chú để năng lượng phát ra từ thạch anh trắng giúp hóa giải sát khí, tránh tà ma. 3.
thiên xa sát. Những ngôi nhà nằm gần công trường xây dựng có cửa đối xung trực diện với hệ thống cột pha xà gỗ bằng sắt hình chữ H của công trình xây dựng có thể gặp loại sắt khí có tên là thiên xa sát. Khoảng cách giữa nhà ở và công trường càng gần thì tác động của sát khí này càng nhanh và mạnh. Những thành viên sống trong ngôi nhà có thiện xạ xung sát có thể mắc bệnh đau đầu, mất ngủ, tinh thần bất ổn. Càng ở gần công trường, mức độ ảnh hưởng càng nặng. Gia chủ có thể hạn chế sát khí này bằng cách dùng máy lọc không khí để giảm bớt bụi, đóng cửa khi nghỉ ngơi và gia cố cửa cách âm để giảm tiếng ồn. Có thể treo bạch ngọc đại minh chú hoặc gương bát quái gỗ đào cầu lồi ngoài cửa để giảm bớt sát khí. 4. Thanh sát. Thanh sát là chỉ những tiếng động âm thanh mang tới điều hung. Thanh sát chủ yếu xuất hiện trong cuộc sống hiện đại tại những đô thị đông dân như tiếng động cơ, còi xe, tiếng máy móc, công trường xây dựng. Tất cả tạo nên những tạp âm quá giới hạn chịu đựng của thính giác, gọi chung là thanh sát. Những ngôi nhà nằm gần đường tàu, sân bay, cao tốc thường bị ảnh hưởng bởi loại sát khí này. Người sống trong nhà liên tục phải nghe âm thanh từ nhiều phía, làm giảm khả năng tập trung, lâu dài sẽ khiến tinh thần luôn lo lắng, bồn chồn, thậm chí làm tổn thương thính giác, gây ù tai hoặc bệnh đau đầu, tinh thần hoảng loạn. Dùng cửa cách âm thật tốt để giảm tiếng ồn, đặt lục bình trong phòng khách để thu hút âm thanh. Quý vị thân mến, sát khí tích tụ có thể khiến gia chủ ngày càng trì trệ, xui xẻo bùa vây, làm mãi không giàu. Do đó chúng ta cần cẩn trọng trong vấn đề này. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.